Thưa quý vị và các bạn, ngay trong ngày đầu năm 2023, các đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, máy móc thi công các tuyến giao thông trọng điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo phục vụ giao thương trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Buổi sáng, ngày đầu năm mới, tại dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công và trải thảm nhựa, phân làn để sớm đưa vào khai thác phục vụ nhân dân đi lại. Đơn vị nhà thầu là cũng cố gắng là động viên tất cả là lái xe, lái máy là tăng ca kiếp và cố gắng để làm hết mức đảm bảo tiến độ đề ra. Chỗ nào mà có mặt bằng rồi là cố gắng là thảm trước Tết. Tại dự án tuyến đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2 được đầu tư mở rộng với quy mô 4 làn xe cơ giới. Nhịp độ thi công hối hả hơn để bù lại quãng thời gian trước đó bị ảnh hưởng của dịch bệnh và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Tranh thủ thời tiết khô ráo, đơn vị thi công tổ chức làm việc 3 ca liên tục, tập trung trải thảm mặt đường, phấn đấu sớm nhất đưa công trình về đích đúng dịp Tết Nguyên đán 2023. Doanh nghiệp cũng đã tăng cường phương tiện, máy móc và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, bù cho những ngày thời tiết không thuận lợi. Đơn vị thi công bố trí 3 ca 4 kíp để đảm bảo cái tiến độ giải phần bê tông nhựa, đảm bảo tuyến chính thông tuyến cho bà con đi lại ăn Tết Nguyên đán. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên và xây dựng đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình là hai trong số các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh đang được các đơn vị thi công và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ đảm bảo cho tuyến huyết mạch lưu thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong điều kiện giá vật liệu, nhân công tăng cao, song các nhà thầu vẫn triển khai thi công đảm bảo tiến độ như đã cam kết ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2023.